Quantum X là một dự án đầu tư mới ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây và đang nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng. Tuy nhiên, do là một dự án mới nên không có nhiều thông tin về Quantum X cho những ai quan tâm, dẫn đến việc tồn tại nhiều câu hỏi xung quanh dự án này. Trong đó, một trong những câu hỏi quan trọng nhất, Quantum X có phải là một dự án lừa đảo hay không? Chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Sodu Asia, kênh thông tin tài chính cá nhân cung cấp những kiến thức về tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư trong video của ngày hôm nay, Sodu Asia sẽ phân tích chi tiết về Quantum X để đưa ra kết luận về việc có nên đầu tư vào dự án này hay không. Như thường lệ, hãy subscribe kênh youtube của Sodu để được cập nhật những video mới mỗi tuần. Đồng thời, nhấn like và chia sẻ video này nhé. Giờ thì hãy cùng vào nội dung chính của video thôi nào. Quantum X là gì? Theo thông tin từ một số video quảng bá, Quantum X là một dự án danh mục hệ sinh thái lượng tử thuộc tập đoàn Greenvest Global. Theo đó, Quantum X hoạt động theo dạng quỹ đầu tư ủy thác. Sản phẩm chính của Quantum X là QX Data Portfolio, một danh mục đầu tư vào các dự án ICO, IEO, IPO, dự án bất động sản. Bên cạnh đó, Quantum X còn một sản phẩm khác là Quantum Community, một cộng đồng dành cho các nhà khởi nghiệp và hỗ trợ đầu tư mạo hiểm. Theo lời mô tả trên website chính thức của Quantum X, hai sản phẩm này sẽ bổ trợ lẫn nhau, tạo nên hiệu ứng Quantum Scenery. cụ thể, các dự án tham gia cộng đồng quan tâm community sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ QX Data Portfolio để nâng cao giá trị và ngược lại, các dự án nằm trong danh mục của QX Data Portfolio cũng có thêm cơ hội tiếp cận những cơ hội kinh doanh từ cộng đồng quan tâm community. Kiếm tiền với Quantum X như thế nào? QuantumX cung cấp cho những người tham gia nhiều cơ hội có thu nhập, trong đó bao gồm thu nhập từ cổ tức và từ phát triển cộng đồng. Thu nhập từ cổ tức các nhà đầu tư tham gia và quan tâm X bằng cách mua các gói đầu tư. ở mức quyền lợi cơ bản, nhà đầu tư có các gói 100 đô, 300 đô và 500 đô. ở mức quyền lợi tối ưu sẽ có các gói 1.000 đô, 3.000 đô và 5.000 đô. còn với mức quyền lợi đặc biệt, các nhà đầu tư cần bỏ ra ít nhất là 50.000 đô la. Sau khi đã mua gói đầu tư, các nhà đầu tư sẽ đủ điều kiện để nhận cổ tức nội bộ. Số cổ tức này sẽ được chi trả theo 10 chu kỳ. ngoài chu kỳ đầu tiên kéo dài 45 ngày. Mỗi chu kỳ dao động từ 22 đến 35 ngày. Số tiền cổ tức mà mỗi nhà đầu tư nhận được trong mỗi chu kỳ dao động từ 21% đến 47% tùy theo dòng tiền. Tuy nhiên, theo một số đại diện của QuantumX, con số này chưa bao giờ dưới 30%. Chỉ có 70% số tiền cổ tức này là có thể sử dụng theo đại diện dự án. Cụ thể, 70% này sẽ được chuyển vào ví QW để các nhà đầu tư có thể rút về cổng rút về bằng cổng USD. Phần tương ứng 30% còn lại sẽ được chuyển vào ví QS. Số tiền ví QS chỉ được sử dụng để nâng cấp gói đầu tư cá nhân hoặc gói của F1. Thu nhập từ tăng giá cổ phiếu và cổ tức từ cổ phiếu. Sau khi kết thúc chu kỳ nhận cổ tức thứ 10, nếu nhà đầu tư tái đầu tư số tiền vốn ban đầu và quan tâm X thì sẽ nhận được số cổ phiếu của một công ty tương đương với 45% trên tổng giá trị đầu tư. Theo các đại diện của quan tâm X Hiện tại, dự án này đang tặng cho các nhà đầu tư đủ điều kiện nhận loại thu nhập này, cổ phiếu của Philo Cap. Đây là một doanh nghiệp niêm yết tại Đức nhưng đã được tập đoàn Winvest Global, đơn vị đứng sau Quantum X, mua lại 67,12% số cổ phần để nắm quyền sở hữu vào đầu năm nay. Như vậy, các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi khi mã số cổ phiếu mà Quantum X tặng cho họ tăng giá. Ngoài ra, đội ngũ môi giới cũng khẳng định những nhà đầu tư nắm giữ mã cổ phiếu này sẽ được chi trả cổ tức hai lần mỗi năm thu nhập hoa hồng thưởng bonus từ phát triển cộng đồng. Để được hưởng loại hoa hồng này, bạn cần phải là một người đã mua gói đầu tư. Khi giới thiệu được người mới tham gia đầu tư, bạn sẽ được hưởng hoa hồng tương ứng với 9% giá trị đầu tư của người này. Đặc biệt, trong trường hợp bạn sở hữu gói đầu tư trị giá 1.000 đô la trở lên, bạn sẽ được hưởng thêm hoa hồng khi người được bạn giới thiệu. F1 giới thiệu được thêm người tham gia F2. Số tiền hoa hồng tương ứng 3% giá trị đầu tư của F2 được giới thiệu. Thu nhập hoa hồng nhị phân từ phát triển cộng đồng. Một hình thức hoa hồng khác mà bạn có thể nhận khi tham gia Quantum X là hoa hồng nhị phân. Cụ thể, những người được bạn giới thiệu sẽ xếp vào hai nhánh trái và phải. Bạn sẽ được hưởng số tiền tương ứng 6% số tiền đầu tư của nhánh yếu hơn. Thu nhập hoa hồng cổ tức nội bộ từ phát triển cộng đồng. Khi bạn giới thiệu được người tham gia đầu tư quan tâm X và những người này nhận được cổ tức nội bộ theo chu kỳ bạn cũng sẽ nhận được hoa hồng. Cụ thể, bạn sẽ nhận được hoa hồng tỷ lệ 4% số tiền cổ tức nội bộ mà F1 của bạn nhận, 2% số tiền cổ tức nội bộ mà F2 và F3 của bạn nhận và 1% số tiền cổ tức nội bộ mà F4 và F5 của bạn nhận. Thu nhập hoa hồng tràn tầng, mã rơi. Đây là một loại thu nhập thụ động dành cho các nhà đầu tư của Quantum X. Theo đó, khi bạn mua gói đầu tư theo hệ thống của một cá nhân khác, bạn là tuyến dưới thì mỗi khi hệ thống của người đó có thêm một nhà đầu tư tham gia, bạn sẽ được hưởng số tiền hoa hồng tương ứng với 0,15% giá trị khoản đầu tư của nhà đầu tư mới đó. Quan tâm X có phải đa cấp lừa đảo? Có nên đầu tư vào quan tâm X? Sau khi tìm hiểu về cơ chế kiếm tiền cùng quan tâm X, chắc hẳn bạn cũng sẽ có câu hỏi rằng với cơ chế hấp dẫn như vậy thì liệu đây có phải là một dự án đa cấp lừa đảo hay không? Trong phần này, Sodu Asia sẽ phân tích chi tiết về Quantum X để bạn có cái nhìn sâu sắc và khách quan nhất về dự án này trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Mô hình kinh doanh của Quantum X Quantum X chủ yếu hoạt động theo hình thức quỹ đầu tư, tiến hành rót vốn vào các doanh nghiệp và dự án bằng nguồn tiền được các nhà đầu tư ủy thác. Một điều đáng lo ngại về Quantum X là đơn vị này thiếu sự tập trung trong chiến lược đầu tư của mình. Cụ thể, chiến lược của Quantum X là đầu tư vào các hình thức ICO, IEO STO, IPO của các khoản đầu tư thiên thần. Đối với các doanh nghiệp hay dự án thuộc dạng đa lĩnh vực, từ thương mại điện tử cho đến bất động sản. Mặc dù điều này không phải là bất khả thi, nhưng đây không phải là một cách làm tối ưu được các tổ chức tài chính lớn trên thế giới áp dụng. Nguyên nhân của việc này đến từ thực tế rằng, mỗi lĩnh vực đầu tư đòi hỏi hàm lượng kiến thức nền tảng đồ sộ cũng như kinh nghiệm dày dặn của những người quản lý quỹ, đồng thời cả yếu tố may mắn mới có thể đảm bảo được việc bảo toàn vốn chứ chưa nói đến chuyện chắc chắn có lãi. Do đó, các tổ chức tài chính lớn trên thế giới thường tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực mà họ có lợi thế vững chắc. Chẳng hạn, tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của huyền thoại đầu tư Warren Buffett vốn thường xuyên được đội ngũ phát triển thị trường của Quantum X đem ra so sánh, chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính như Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan. Goldman Sachs, Visa, Mastercard, Moody's hay Geico. Trong khi đó, không có nhiều thông tin về học vấn cũng như kinh nghiệm của đội ngũ quản lý quỹ tại Quan Tâm X. Nếu là người có kinh nghiệm thường xuyên tiếp xúc với các đơn vị quản lý quỹ lớn, bạn sẽ biết được rằng đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng và luôn được các đơn vị này nêu rất rõ trong các tư liệu dành cho nhà đầu tư. Đồng thời, danh mục đầu tư của Quan Tâm X cũng quá giàn trải. Khiến cho việc có lãi đều đặn như dự án này quảng cáo là một việc cực kỳ khó khăn. Dòng tiền của Quantum X, nếu đã từng tìm hiểu về mô hình hoạt động của các quỹ đầu tư lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư vào các lĩnh vực như bất động sản hay vốn mạo hiểm, bạn sẽ thấy các quỹ này thường sử dụng nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư tổ chức thay vì các nhà đầu tư cá nhân. Các nhà đầu tư tổ chức này có thể là các quỹ hưu trí hay các đơn vị quản lý tiền của những cá nhân siêu giàu. Lý do giải thích cho điều này là khi các nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính vững chắc, có thể cung cấp khoản vốn lớn cho các nhà đầu tư quản lý quỹ đầu tư. Đồng thời, các nhà đầu tư tổ chức có khả năng đầu tư dài hạn mà không yêu cầu rút vốn trong thời gian ngắn hay đòi hỏi trả lãi thường xuyên. Điều này có lợi cho các quỹ khi mà các khoản đầu tư vào các lĩnh vực có doanh có thanh khoản thấp như bất động sản, vốn mạo hiểm (venture capital) thường có thời gian từ lúc rót vốn cho tới khi thoái vốn tương đối dài thường là 3 đến 5 năm và đôi khi lên tới 10 năm. Trong khi đó, khoan tầm X lại đi thu hút nguồn tiền từ các nhà đầu tư cá nhân. Điều này không chỉ đặt ra câu hỏi về năng lực của đội ngũ khoan tầm X khi không thể huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, mà còn khiến cho dự án này tốn rất nhiều chi phí và nỗ lực để làm việc với các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Chẳng hạn như, việc phải trả hoa hồng ở một tỷ lệ rất cao cho đội ngũ môi giới sẽ khiến cho chi phí vốn của khoan tầm X bị đội lên đáng kể. Ví dụ như, Quan tâm X trả cho môi giới khi giới thiệu được F1 là 9%, đồng nghĩa với việc khi huy động được 100 đồng thì quan tâm X chỉ nhận được 91 đồng. Đây là mức chi phí vốn còn cao hơn cả lãi vay ở một số ngân hàng. Ngoài ra, ngay cả khi vay ngân hàng để có vốn đầu tư, quan tâm X vẫn có lợi hơn về dòng tiền khi có thể nhận nguyên số tiền và chỉ phải trả lãi theo thời hạn quy định, thay vì mất ngay lập tức một phần như phương thức huy động vốn mà dự án này đang áp dụng. Hơn thế nữa, Việc trả lãi đều đặn theo chu kỳ cho các nhà đầu tư mà Quan Tâm X đang thực hiện cũng đặt ra một số nghi vấn nhất định. Các khoản đầu tư của Quan X vào các tài sản thanh khoản thấp như bất động sản, vốn đầu tư mạo hiểm rõ ràng chưa thể phát sinh lợi nhuận, như đã đề cập với thời gian hoàn vốn ở phần trên. Còn các khoản đầu tư vào các tài sản thanh khoản tốt hơn như cổ phiếu các công ty đại chúng hay giao dịch tiền ảo, thì dù có thể tăng giá trị về mặt giấy tờ, nhưng chưa được hiện thực hóa realize lợi nhuận). Điều này đồng nghĩa Quantum X không có dòng tiền mặt để trả cho các nhà đầu tư. Vì thế, những người có kinh nghiệm hoàn toàn có quyền nghi ngờ Quantum X đang dùng tiền của những nhà đầu tư cá nhân tham gia sau để trả cho những người tham gia trước theo hình thức Ponzi thay vì dùng lợi nhuận để chi trả. Cơ cấu trả thưởng theo mô hình đa cấp, không khó để nhận ra Quantum X đang áp dụng trả hoa hồng theo hình thức đa cấp. Chẳng hạn, như hình thức trả hoa hồng theo cổ tức nội bộ của người được giới thiệu khi mà người giới thiệu có thể hưởng hoa hồng theo số tiền đầu tư của các tuyến dưới kéo dài đến tận F5, mô hình đa cấp khiến cho dự án Quantum X xuất hiện nhiều mâu thuẫn về mặt lợi ích, thúc đẩy một bộ phận lớn người kiếm tiền thông qua phát triển hệ thống tuyến dưới để hưởng hoa hồng. Đội ngũ môi giới của Quantum X, một trong những cách đơn giản nhất để đánh giá một dự án đầu tư là kiểm chứng uy tín của những người giới thiệu nó. Đối với Quantum X, dự án này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần bỏ ra vài phút tìm kiếm là có thể nhận thấy những cá nhân đang quảng bá cho quan tâm X mạnh mẽ nhất cũng có những thành tích ấn tượng trong việc quảng bá các dự án đa cấp và lừa đảo. Chẳng hạn, tài khoản YouTube có tên Mr. Link VIP đang tham gia quảng bá cho quan tâm X thì mới một tháng gần đây vẫn còn quảng bá cho Watford LLC. Đây là một dự án đa cấp lừa đảo đã bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Quỳ, Securities and Exchange Commission, ra lệnh đình chỉ ngay sau sự việc này thì Mr. Link VIP đã chuyển sang tập trung vào Quantumix. Thậm chí, trong một video quảng báo khác, nhân vật Mr. Link VIP này cũng khoe khoang mình từng thu hút gần 5 triệu euro tiền đầu tư vào Five Wise Assets Management. Đây là một dự án xuất hiện vào thời điểm năm 2017, được thành lập bởi đội ngũ đứng sau Questra War và Atlantic Global Asset Management. Đây đều là các dự án đa cấp, lừa đảo. Thậm chí, nhà sáng lập Pavel Krimov đã bị bắt tại Nga năm 2018 sau khi bỏ túi 30 triệu đô nhờ chúng. Bản thân Firewise Asset Management còn bị cơ quan giám sát tài chính Liên bang Đức ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động ngay sau đó sau một thời gian điều tra và các cáo buộc liên quan đến dự án này. Hay tài khoản YouTube Thịnh Vượng Tài Chính thì tham gia quảng bá cho vô số dự án, trong đó các dự án Edu Network, Crowd One đã được Sodu Asia phân tích rất chi tiết một số dự án khác mà tài khoản này quảng bá như Watford, Easy One Up, Pay Asian, Toga Wip đã ngưng hoạt động. Từ đó có thể thấy rằng những cá nhân đang quảng bá Quan Tâm X thực chất chỉ muốn dụ dỗ càng đông người tham gia đầu tư vào các dự án để hưởng hoa hồng càng tốt, chứ không hề quan tâm đến uy tín của các dự án mà họ giới thiệu. Kết luận, với những bằng chứng đã phân tích, Quan Tâm X rõ ràng là một dự án đa cấp lừa đảo. Do đó nếu không muốn mất tiền bạn không nên đầu tư vào dự án này và trên đây là video phân tích về dự án đầu tư quan tâm x của sodu asia bạn nghĩ sao về video này nếu thấy hữu ích đừng quên nhấn like và chia sẻ video hoặc nếu bạn có câu hỏi hoặc ý kiến khác hãy cho sodu biết trong phần